Xin mến chào anh chị quay lại với kênh của Đại Lý Máy Mạnh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một số mẫu xe Galaxy 50 của nhà X của em ra mắt vào năm 2024 này. Thì tại Đại Lý Máy Mạnh em về tất cả đủ màu dòng xe Galaxy 50. Giống như video clip lúc trước em đã giới thiệu cho anh chị một số mẫu xe 50 của hãng X của em, thì hôm nay em sẽ giới thiệu thêm một vài mẫu hôm trước bên Đại Lý Máy Mạnh em hết hàng. Thì hiện tại là đây là phiên bản Galaxy 50 thắng đùm, còn đây là phiên bản Galaxy bánh mâm này nha anh chị. Đối với phiên bản Galaxy thắng đùm thì Đại Lý có sẵn 3 màu mới. Đây là màu xanh đen, màu xám đen và màu đỏ đen. Và sau đây em sẽ nêu ra những tiện ích mà chúng ta nên lựa chọn mua xe Galaxy 50 cho con chúng ta đi học hoặc là chúng ta chạy mà không cần bằng lái. Đến với dòng Galaxy 50, anh chị sẽ yên tâm về chất lượng xe, độ bảo hành lên đến 2 năm hoặc là 30.000 cây số. Bên cạnh đó thì ánh sáng đèn, ánh sáng gom sẽ sáng hơn vào ban đêm. Với dòng xe Galaxy thì thiết kế yên dài nên anh chị mình có thể hai người ngồi thoải mái. Và bên cạnh đó cái yên nó rất là mềm, tạo cảm giác người ngồi dễ chịu hơn. Và tay lái của dòng xe Galaxy 50 thiết kế là chống rung, giúp cho người lái cảm giác thoải mái và dễ chịu khi ngồi lái xe. Bên cạnh đó là cái hộp chứa đồ phía trước, tiện lợi hơn là có hai cái hộp chứa đồ cho mình có thể chứa những vật dụng cần thiết mà anh chị có thể để vào đây trong khi lưu thông trên đường, hoặc là mình có thể bỏ chai nước cũng được nha anh chị. Và cái cốp xe thì mình sẽ mở phía sau này. Với cốp xe dòng xe số thì nó sẽ không quá rộng rãi dòng xe tay ga, nhưng đối với dòng xe Galaxy 50 thì anh chị có thể đựng được nón nửa đầu và một vài vật dụng cá nhân tại đây. Bình xăng của dòng xe Galaxy 50 này lên đến là 3,4 lít. Với động cơ dòng xe X của em thì anh chị sẽ yên tâm về động cơ máy, nổ máy rất là êm, mượt và chế độ bảo hành của nó thì giống như em vừa nói lên đến 2 năm thì mình yên tâm cho con em chúng ta sử dụng. Và trong video clip sau thì em sẽ giới thiệu thêm cho anh chị các mẫu xe Galaxy 50 này phiên bản bánh mâm, và sẽ nổ máy để cho anh chị trải nghiệm thử chất lượng xe và lọc máy xe như thế nào để chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn mua dòng xe 50 nào cho con em chúng ta đi học trong mùa học sinh này. Và Đại Lý X của em may mạnh, địa chỉ 48A đường Mười Lợi, khu phố Giang Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, là đại lý ủy quyền của dòng xe X của em 50cc tại khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Bên cạnh đó, khi anh chị chọn mua dòng xe 50cc tại Đại Lý May Mạnh thì khi con em chúng ta tốt nghiệp lớp 12, anh chị muốn đổi sang dòng xe phân khối lớn từ 100 trở lên thì anh chị đến cửa hàng Đại Lý May Mạnh có thu xe cũ đổi xe mới với giá cực kỳ ưu đãi, và bên cạnh đó sẽ có chương trình giảm giá xe mới cho anh chị. Và anh chị đừng quên follow kênh của em để theo dõi thêm nhiều chương trình của Đại Lý May Mạnh với dòng xe 50cc. Và bên cạnh cái dòng xe 50cc thì Đại Lý May Mạnh còn bán tất cả các dòng xe Honda, Yamaha, xe máy nhập khẩu và xe đạp điện. Anh chị quan tâm với dòng xe nào thì cứ nhắn với em một số Zalo, em sẽ trả lời qua anh chị qua tin nhắn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.